sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người một địa điểm ăn nữa là bánh cuốn Hòa ở địa chỉ là 121-3 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận nha mọi người. Đây là cách cô đang làm bánh cuốn. Dạ có mắm cay ạ. Dạ. Ở đây cô làm một cái cuốn dài ha. Bình thường có thấy bằng này thôi. Bằng đó sao lại? Bán đâu có bằng đó cắt nó thì nào mà. À dạ. Có tiền không vậy? Ủa cái này là mình đã có bột chưa? À bây giờ mình mới đổ. Ồ, cái thịt nó chín nhá cô. Dạ. Đây cái nào chín hết trơn, chỉ có bột là chưa chín. Dạ. Cô sẽ giấu bí kíp gia truyền, cô sẽ không chỉ cho mọi người đâu, mọi người chỉ đến đây ăn thôi nha. Yeah. Ồ đây mình có bán khoai mì nữa hả bà? Không bán hả? Ở đây không có bán khoai mì đâu nha. Chỉ bán bánh cuốn thôi. Cái này là mình làm có những cái gì ở trong cái nhân này con? Củ sắn, nấm mèo, thịt. Dạ vậy thôi. Cái này là nấm mèo luôn đó. Làm củ sắn, nấm mèo và heo. Heo đúng không? Làm rồi. Có phần đặc biệt hay sao vậy? À, đặc biệt trong chiên chân. Gọi bánh cuốn trứng ạ. Cũng khô, cũng đặc biệt, cũng đơn, thì nhiều bánh nhiều giả hơn. À. Đặc biệt thì có chấm hẹn đó, bình thường thì rất là thích ăn trứng tiên. Ờ, cái bánh cuốn trứng có như là mình pha trứng vào cái nước để mình tráng đúng không ạ? Pha bột chứ. À, pha bột. Mấy năm rồi tôi chưa học được. Pha với bột. Dạ. Nó giống nghề. Vậy là nhưng mà nghề của ai bà? Nghề của chị đó hả? Giấu nghề. Mẹ nhà bà làm, chứ chị thì chị cứ bán thôi, chị có làm. Dạ. Con, giờ của anh bánh cuốn trứng hả? Không, anh hỏi là bánh cuốn trứng là làm. Đấy là cái gì ai vào ngày
mình là bao nhiêu năm rồi cô ha? Ba mấy năm. Cái này bao lâu? Hơn 30 năm rồi. Mình chỉ bán một địa chỉ duy nhất này đúng không ạ? Không, chuyển nhiều lắm cưng. Dạ. Yeah. Mình muốn chỗ chuyển nhiều lắm. Bằng cái kia qua đây đủ chỗ, 5-6 chỗ. À, có nghĩa là cũng trong khu vực này thôi ạ? Dạ. Bán mấy chục năm rồi, từ đời mẹ cho tới đời chị. À, cũng ba mấy năm rồi đó. Ba mấy năm rồi. Dạ. Yeah. Quán là ở bên đây đó. Ở bên này là hai cô, này là một cô. Phan Đăng Lưu đi vào khoảng 20m, 20m thôi là tới ngay bên tay phải nhà. Cô ơi, cô có hay ăn bánh cuốn ở đây không cô? Điêu luyện lắm. Đây là một nghệ sĩ làm bánh cuốn chứ không phải là bình thường nha. Mình còn thêm cái gì nữa chị ạ? Đậu quên, đậu chiên, chiên bánh cơm. Ăn kèm với ạ? Dạ. Ừ, nếu mà dĩa đầy đủ là có đầy đủ là chả rồi. Dạ. Anh em mình có hay mua bánh cuốn cho khách ở đây không anh? Em đi hậu đơn cái này, lâu lâu mới có đơn. À, lâu lâu. Một ngày là mình bán hết bao nhiêu cái thùng mà cái nước ở cái để cái bột đó, nước bột đó. Lên đến 30.000 là gấp 10 lần rồi. Quán cầu như là quán này tồn tại 30 mấy năm rồi nha mọi người. Ở đây thì quán nhỏ nhưng mà rất là đông khách mua mang về nha mọi người. Chuyên nghiệp. Bán mấy chục năm. Nhưng một phần cái hộp đó là bao nhiêu tiền? 25.000
em, mà tại vì cái này là giờ chỉ còn có chả lụi với nem thôi, còn bình thường là có đầy đủ hết. Chả lụa, chả chiên, chả bánh tôm này nọ. Còn giờ thì chỉ hết rồi. À, chị đường hết thì chỉ còn có nhiêu đó rồi. Dạ. Nên còn có chả lụi với nem thôi. Nên mọi người ăn thì đến sớm một chút sẽ có đầy đủ các món hơn nha. Tuyệt vời. Ngày nào cũng ăn lắm. Ủa anh không ngán hả? Thật luôn hả? Ngày nào cũng ăn không ngán. Quen ăn từ sáng. Ngày nào cũng ăn luôn. Sáng trước chiều tối luôn hay là một ngày một bữa à? Ngày hai bữa. Sáng bữa sáng chiều thôi. Đây là một fan hâm mộ ruột của bánh cuốn Hòa nha mọi người. Tín đồ. Ơi, chúc bà ngon miệng nha. Quay mất cỡ quá. Chúc bà ngon miệng. Em có cái đồ để bán, có cái lịch để bán nè. Dạ. Chị chủ nhật chị nghỉ. Nhiều lúc có người tao thì nó ghét chủ nhật. Bán buổi sáng buổi chiều. Dạ. À bây giờ sẽ có thêm món bánh tráng trứng nữa. Bánh cuốn, sao mình cứ lộn bánh tráng với cả bánh cuốn ta. Bánh cuốn, mình cứ lộn. Vậy là tính ra là không phải tính tiền mà nhỉ, không phải trả tiền nữa. Lúc nay mình làm quá trời, mình bán rẻ rẻ chút thôi. À dạ, mình thu rồi, mình gọi là làm công trừ công hay là công quả. Đây là nước mắm cây. Gọi điện cho khu. À, mình nghĩ giống kia kiểu như khúc đổ bột ra đi, tôi gọi điện cho khu bên hổ rồi lấy cả. Chỉ như khúc dồi đúng không? Đây cái cuốn này cuốn đào quá. Cuốn đào quá. Này em quay đâu? Ở đây nè, nao nè, củ ti nè, ráp nè. Chị bé ơi, bà Thu còn chả lụa không chị bé? Tuyệt vời, số 1 luôn. Cái này là tại vì hết đồ ăn. Ôi, tưởng có bà chủ to nhất. À, đây là món bánh cuốn đặc biệt đó. Đó là bà ăn chay.